Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với Sapphire vào rạng sáng nay tại sự kiện Peak Performance của Apple thì Apple đã giới thiệu chúng ta khá nhiều sản phẩm cũng như là công nghệ mới Tuy nhiên thì trong video này các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc iPhone SE 3 cũng như là iPad Air thế hệ mới nhất nhé Thì đúng như những tin đồn ở thời gian gần đây chiếc iPhone giá rẻ SE thế hệ thứ ba được chính thức ra đời nhưng mà ngoại hình của nó thì không có gì mới lạ cả nhưng phần cứng bên trong thì lại thay đổi khá nhiều so với các dòng iPhone SE đời trước và bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu thôi Ok, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua về phần thiết kế trước nha Với một khung viền nhôm kim loại mặt lưng được làm bằng kính và phía trước thì được trang bị Touch đi chứ danh của Apple từ trước đến nay Vâng, các bạn không nhìn lầm đâu, đây chính là thiết kế trên các dòng iPhone 8 trở về trước và phải nói là khá là hoài niệm đúng không nào? Vẫn là một thiết kế nhỏ gọn và nhỏ nhắn. iPhone SE 3 của chúng ta thì vẫn sẽ có được 3 lựa chọn màu chính là gồm màu đỏ, màu trắng và màu đen. Về phần mặt trước thì chúng ta sẽ có được một chiếc màn hình kích thước là 4,7 inch, tấm nền màn hình là Retina cực kỳ trong trẻo và sắc nét. Và tất nhiên rồi, viền màn hình phía trước thì vẫn còn khá là dày. Camera trên dòng SE thì chỉ là camera đơn với độ phân giải là 12 megapixel mà thôi. Nhưng nó được trang bị cho mình công nghệ khử noise này, chụp ảnh diffusion hay là HDR4 này, tới từ các dòng iPhone cao cấp nhất của Apple thời điểm hiện tại. Lý do là bởi vì giờ đây chúng ta đã có được con chip A15 Bionic trên các dòng iPhone 13 series trang bị trên chiếc iPhone nhỏ mà có vỏ này. Với sự trang bị con chip A15 Bionic đây được coi là sự cải tiến lớn nhất cũng như là đáng tiền nhất trên chiếc iPhone SE 3 được này. nhờ vào con chip A15 Bionic mà chúng ta sẽ có được một chiếc iPhone có hiệu năng cao hơn, xử lý tốt hơn và đặc biệt là thời lượng pin chắc chắn sẽ được tối ưu hơn rất nhiều. Chứ dừng lại ở đó thì với sự hỗ trợ con chip cực kỳ mạnh mẽ này, iPhone SE 3 của chúng ta sẽ được hỗ trợ cả 5G, một công nghệ có thể nói là sẽ rất phổ biến trong những năm sắp tới đây. đây có thể nói tuy là một chiếc iPhone giá rẻ nhưng giá trị mà Apple mang lại cho người dùng chúng ta thì lại rất là ngon. Tiếp đến là dòng iPad cận cao cấp của Apple, iPad Air. Có thể nói thì trước đó iPad Air và Pro được phân cấp với nhau khá rõ ràng bởi con chip cũng như là độ hiển thị trên màn hình. Tuy nhiên thì giờ đây iPad Air đã được trang bị cho mình con chip M1 với 8 nhân CPU và 8 nhân GPU tương tự với các dòng iPad Pro. Thì có thể nói iPad Air năm nay chỉ có thua iPad Pro mỗi cái công nghệ màn hình mà thôi. Cụ thể thì về mặt thiết kế chúng ta vẫn sẽ có một ngôn ngữ như trên thế hệ trước, viền nhôm kim loại vuông vức, kích thước màn hình vẫn là 10.9 inch và có thể sử dụng được hầu hết tất cả những phụ kiện trên dòng iPad Pro. Vẫn giữ nguyên truyền thống thì iPad Air có khá nhiều sự lựa chọn màu như các bạn có thể thấy trên màn hình ở đây. Máy vẫn sử dụng Touch ID ở nút nguồn cũng như là USB-C. Tuy nhiên thì đây không phải là cổng Thunderbolt nhé. 5G cũng sẽ được trang bị trên phiên bản lần này và bộ nhớ thì chúng ta sẽ có được hai phiên bản tùy chọn là 64 và 256GB. Bên cạnh đó thì camera trước được nâng cấp từ 7 lên 12 megapixel kèm theo tính năng Central State trước đó chỉ có trên dòng iPad Pro mà thôi. Camera sau thì độ phân giải vẫn như cũ là 12 megapixel. Về phần màn hình thì vẫn là tấm nền Retina sắc nét. Apple không đề

nên 99,99% ,99 sẽ là 60Hz và cuối cùng là con chip M1 giờ đây đã xuất hiện trên các dòng iPad cận cao cấp của chúng ta. Hứa hẹn sẽ mang lại một hiệu năng chơi game cực kỳ mạnh mẽ duy trì được độ ổn định trong thời gian dài. Về mặt sáng tạo nội dung trên đây thì cũng sẽ hoàn toàn thoải mái mà thôi với con chip cực kỳ mạnh mẽ này. Thời lượng pin thì chắc chắn sẽ không phải bàn cãi bởi vì các bạn đã thấy M1 tối ưu tốt như thế nào trên các dòng Mac và iPad rồi trước đó. Đây sẽ là một điều rất là đáng để trông đợi. Cho bạn nào chưa hình dung được con chip M1 mạnh như thế nào thì tốc độ xử lý CPU của nó nhanh hơn 60% so với con chip A14 Bionic trên dòng iPad Air trước đó. Còn về GPU thì tốc độ xử lý là gấp đôi so với lại A14 Bionic. Và cuối cùng là về giá của chiếc iPhone SE chính hãng tại Việt Nam sẽ có giá dự kiến rơi vào tầm 12 triệu 990 000 đồng cho phiên bản thấp nhất. iPad Air phiên bản thấp nhất sẽ có giá dự kiến là 16 triệu 990 000 đồng. Các sản phẩm khác như Mac Studio hay Studio Display, anh em nào quan tâm thì có thể click vào đường link ở phía bên dưới để biết thêm thông tin và chi tiết nhé. Và cuối cùng nếu như các bạn thấy video này hay cũng như là thú vị thì hãy nhớ like, share cũng như là subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.